Clip này lại được tài trợ bởi hãng áo thun Coolmet. Và tôi đang mặc cái áo cotton compact, sản phẩm mới của hãng. Cái áo này nó có chất liệu là 95% là cotton compact. Nó giúp cho cái áo mềm mà bền mà mượt hơn. Thì nó mượt tới cỡ nào tôi rờ vô không thấy giống như da của con gái 18 tuổi, cho nên tôi nghĩ là nó cũng mượt vừa thôi. Quan trọng là nó sẽ không nhăn sau khi giặt. Nếu bạn mua hai cái áo là thay vì 518k thì chỉ còn 399k thôi. Đặc biệt riêng cho các bạn đang coi clip này, đó là nếu nhập thêm cái code dưa leo thì các bạn sẽ được giảm thêm 50k nữa trên những đơn hàng từ 350k trở lên. Có nghĩa là 399 trừ đi 50 thì chỉ còn 349k mà thôi. Quá hời. Nói chung các bạn mua càng nhiều thì hãng càng có lợi. Và tất cả những cái chi tiết mà về khuyến mãi này nọ đều nằm ở trong cái link, nằm ở trong cái phần description miêu tả của cái clip này. Các bạn bấm vô các bạn coi thì các bạn sẽ thấy đầy đủ, và các bạn quyết định mua hay không là chuyện của mấy bạn. Ok. Đã bao giờ bạn cảm thấy cảm giác cô đơn ngay khi bạn ở chung quanh rất là nhiều người? Đã bao giờ bạn cảm thấy bạn buồn chán mặc dù bạn đang đứng ở ngay trong ba nhà chung quanh giật là banh nóc, quẩy banh nóc luôn? Và đã bao giờ bạn cảm thấy giống như là mình không hề cảm thấy vui vẻ gì chung quanh hết trơn? Phim người ta coi phim rồi người ta nhậu, người ta vô, còn mình thì cảm thấy giống như có cái gì đó thiếu, mình không biết nó là cái gì. Thì cảm giác đó gọi là sự trống rỗng. Nếu mà lâu lâu bạn mới cảm thấy như vậy thì an tâm, ai cũng giống bạn hết trơn hết đó. Nhiều người giàu có cũng đã cảm thấy như vậy, nhiều người nổi tiếng cũng cảm thấy như vậy. Nghe nó kỳ cục ha. Người nổi tiếng có bao nhiêu người thích thú vây quanh mà tại sao lại tự nhiên cảm thấy chán rồi cảm thấy cô đơn là làm sao? Nhưng đó là trường hợp có xảy ra, người ta gọi đó là sự trống rỗng. Nhưng nếu lúc nào bạn cũng cảm thấy sự trống rỗng như vậy thì nó có vấn đề. Cái vấn đề đó nó đến từ phía trong của bạn. Và hôm nay tôi sẽ nói về nó. Đó là feeling of emptiness, đó là cảm giác trống rỗng. Một trong những cái cảm giác mà ở cái thời đại hiện tại này chúng ta thường xuyên phải gặp phải. Đây là một chủ đề tâm lý cho nên tôi biết chắc là sẽ có rất nhiều bạn tê dạng rồi, mình không có gì phải nghe tâm lý gì hết trơn, người mình tâm lý bình thường lắm. Nhưng hãy tiếp tục nghe kỹ đi. Giống như hôm bữa tôi đã làm cái clip nói về tuổi thơ quyết định con người hiện tại của bạn. Các bạn coi lại clip đó các bạn sẽ thấy. Về vấn đề tâm lý trên thế giới này ai cũng giống ai hết trơn á đó. Không cần biết bạn là người xứ Mỹ, xứ Việt Nam, xứ chắc cà đao, chắc cà đom hay là gì gì đi nữa. Quan trọng nhất là nếu chúng ta có hiểu biết về tâm lý thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều những cái khó khăn trên các bước đường đời thênh thang đằng đặc trong cái cõi đời ô trọc lóc này của chúng ta. Dĩ nhiên cái người đem tới cái kiến thức đó một cách dễ dàng đơn giản như cho các bạn đó là tôi, là anh Di Leo thanh lịch vô địch khắp vũ trụ này. Nhưng mà anh cũng đã từng gặp qua những cái vấn đề tâm lý đó rồi cho nên ảnh mới làm được. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ đối diện với sự trống rỗng. Sự trống rỗng nó thường hay xuất hiện khoảng cái độ tuổi mà đi học đại học, đi làm và bắt đầu có gia đình này nọ. Nói chung là cỡ khoảng từ 18 tuổi trở đi. Còn trước đó thì cũng có một đôi chút mấy đứa nít cũng cảm thấy như mình trống rỗng. Nhưng phần lớn là chẳng qua là lúc đó tụi bay đang gọi là ở tuổi vậy thì cho nên cơ bản là không được bóp nên cảm thấy trống rỗng vậy thôi. Mama. Bỏ qua đi. Cảm giác trống rỗng á, nó rất là tồi tệ. Tại vì mình cảm thấy rõ ràng là tại sao mình lại cảm thấy cô đơn mặc dù chung quanh mình có rất là nhiều người. Mình cảm thấy nhiều khi là mình có tiền nhưng mà mình cũng cảm thấy không thấy vui vẻ gì số tiền của mình hết trơn á đó. Mình cảm thấy thiếu một cái gì đó mà mình không biết nó là cái gì. Đây là những nguyên nhân có thể gây nên cái sự trống rỗng trong bạn. Và nguyên nhân đầu tiên đó là bạn không biết mình là ai. Ông bà có câu biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nó rất là đúng đó mấy bạn. Thực sự ở trong cái xã hội hiện tại của chúng ta có rất nhiều lúc chúng ta không biết mình là ai. Nếu các bạn để ý ngay từ cái nền giáo dục của chúng ta, nền giáo dục của chúng ta là một nền giáo dục chú trọng vào hai loại thông minh duy nhất, đó là thông minh ngôn ngữ và thông minh toán học, thể hiện ở cột điểm nhân hệ số 2 là môn văn và môn toán. Sau này có thêm môn anh văn nữa, môn anh văn cũng là ngôn ngữ thôi. Nhưng trong khi thực sự con người của chúng ta có đến 8-9 loại thông minh lận với bạn. 8-9 loại thông minh nó là gì? Các bạn đã bao giờ thử nghĩ coi cầu thủ đá banh là thông minh cái gì? Thông minh toán hay là thông minh ngôn ngữ? Chạy vô cái nói: anh ơi xuất ra cho tôi lấy trái banh, tôi xuất vô khung thành anh. Please let me score a goal. Đâu có. Đó là thông minh vận động. Vậy còn ca sĩ? Ca sĩ là thông minh cái gì? Dĩ nhiên cũng không phải là môn toán rồi, cũng không phải là ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì
Bạn nghe nhạc giờ coi hiểu nó hát con mẹ gì không? Không, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó hay là bởi vì đó là thông minh âm nhạc, thông minh ngôn ngữ. Và những người có khả năng nói về những cảm xúc như tôi, đó là những người có thông minh về nội tâm. Còn ngoài ra còn có gì nữa? Thông minh về hình học, rồi thông minh về xã hội, tè le tà lum thoại thông minh hết. Có 8 loại thông minh lận. Lúc này gà editor của chúng ta sẽ đưa ra cái hình tròn 8 loại thông minh đó cho các bạn coi. Tôi chắc chắn luôn các bạn sẽ cảm thấy cái hình đó nó hay lắm, tôi biết. Editor, em giỏi lắm. Anh nghĩ là em thế nào cũng đưa vô cái hình đẹp nhất ở chỗ này luôn đó. Nani? Cái vấn đề ở đây tôi đưa ra nói là để các bạn biết, chúng ta mất 12 năm cuộc đời của chúng ta để được học leo cây, trong khi chúng ta là một con cá. Là bởi vì sao? Chúng ta được đánh giá dựa trên có 2 loại thông minh nè, thông minh ngôn ngữ và thông minh toán học. Trong khi có thể chúng ta thông minh vận động. Các bạn thấy nhiều đứa trong trường nó quýnh lộn hay lắm, quýnh lộn giỏi lắm, nhưng mà học ngu chứ luôn. Đánh giá nó là đánh giá môn toán với là môn văn. Còn trong khi nó giỏi quýnh lộn, nó có thể quýnh UFC, nó có thể quýnh WWMA. Suốt ngày cứ đánh giá nó bằng ngôn ngữ, bằng toán học thì dĩ nhiên nó phải bị coi là ngu. Cho nên cả cuộc đời nó coi nó là một đứa ngu, trong khi thực ra nó rất có thể trở thành một võ sĩ chiến đấu. Vấn đề là nằm ở chỗ đó. Rất nhiều chúng ta sau khi đi học xong ra trường, mình không hề biết mình là ai hết. Tại vì mình không biết mình giỏi cái gì, mình dở cái gì. Tại vì mình đang học ở trong một cái hệ thống chỉ dạy cho mình và đánh giá mình dựa trên có 2 loại ngôn ngữ thông minh nè. Đó là toán học và ngôn ngữ. Vậy thôi, hết mẹ, không còn gì hết trơn hết đó. Và thậm chí tôi nói thiệt, tôi nói cái này ra nhiều người ở trong trường còn không biết nữa chứ đừng nói. Bạn không biết mình là ai, dẫn tới là bạn không biết mình muốn gì. Bạn có cảm giác là người chung quanh mình ai cũng đã biết rõ bản thân họ hết. À, thằng này chắc chắn nó trở thành một nhạc sĩ piano, thằng này chắc chắn nó trở thành một diễn viên hài độc thoại, nó có thể trở thành một người vĩ đại. Nhưng bản thân mình là ai mình không biết. Mình nhìn một người nào đó mình có thể đoán được người này khoảng 5 năm sau là sẽ trở thành giám đốc này nọ. Nhưng mà bản thân mình thì mình không biết. Bởi vì mình không hề biết là mình giỏi cái gì, mình dở cái gì, mình là ai. Cho nên dẫn tới cảm giác trống rỗng. Bởi vì trong khi chung quanh mình ai cũng có vẻ như đang tiến lên trên con đường mà người ta biết rõ hết, còn mình thì đứng trước một cái ngã tư, ngã tám đường mà mình không biết mình phải đi ngõ nào. Bởi vì mình đi đường này có đúng không? Mình đi đường kia có đúng không? Lỡ cái đường này nó không đúng cái khả năng của mình sao? Rất nhiều câu hỏi mà mình không biết phải trả lời. Bởi vì chung quanh không có ai nói cho mình biết là những câu hỏi đó là có tồn tại, là những câu hỏi đó có thể trả lời được nếu mà mình hiểu rõ về những vấn đề tâm lý. Giống như trong cái clip cũ của tôi có nói á, tình yêu của bạn là cái kiểu như thế nào, là quyết định là do từ khi hồi bạn còn nhỏ, trong cái cuộc sống của bạn, tuổi thơ của bạn nó như thế nào. Coi lại cái clip đó đi, hay lắm. Nói chung clip nào của tôi cũng hay hết trơn đó. Cứ bấm subscribe, bấm follow đi để sau này có clip nào hay là nó hiện lên cho các bạn biết. Trước khi tôi nói ra, thực ra có rất nhiều người nói rồi, nhưng mà người ta nói không hay bằng tôi và không có rõ ràng, không có dễ dàng thấu hiểu mà một cách đơn giản như là cái món ăn tinh thần do cái đầu bếp tinh thần dưa leo này chế ra hết trơn hết đó. Cho nên nhiều bạn nói anh nói hay thiệt, anh nói đúng thiệt, em nhìn vô là em thấy rõ ràng con người cho em ở trong đó. Tôi muốn nói với các bạn rõ ràng ở đây là nếu các bạn biết các bạn là ai, các bạn là người như thế nào, thì các bạn mới tránh đi được cái cảm giác trống rỗng ở trong người mình. Bởi vì mình không biết mình là ai thì chắc chắn là mình sẽ không biết mình có thể trở thành một người như thế nào, và mình sẽ không biết mình, không biết ta, thì trăm trận mới chắc thua hết 101 trận á. Đó là lý do đầu tiên khiến cho bạn cảm thấy trống rỗng đó bạn. Lý do thứ hai, đó là bạn không có những mối quan hệ có ý nghĩa. Cảm giác trống rỗng nó có thể xuất hiện từ như vậy. Đặc biệt là khi chung quanh bạn chỉ toàn là bè chứ không phải là bạn, thì bạn sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn. Bạn đi chơi với một đám mà cái đám đó hầu như nó chỉ có thể nói chuyện với bạn theo kiểu là yo. Mày mà không uống á là mày coi thường anh đó nha mày. Yo. Trời đất quỷ thần ơi, cần gì phải uống tôi mới coi thường anh? Lúc nào tôi cũng coi thường anh hết trơn. Anh nói vậy là vô lý. Nhưng mà mình không có nói câu đó, mình nói dạ uống. Yo. Những người đó là bè chứ không phải là bạn. Những cái mối quan hệ có ý nghĩa là những người bạn mà bạn có thể chia sẻ được những điều thầm kín nhất trong người của bạn. Bè là sao? Là bạn chỉ có thể nói được những câu mà kiểu bạn hôm nay khỏe không? Phim chiếu gì hay là gì. Nhưng khi mà bạn nói chuyện với những người bạn thật sự, bạn có thể nói lên được cả những ước mơ của mình và nói lên được cả những cái mình không có muốn nói với ai khác hết. Đó là những bí mật mà theo kiểu mình nói tao nói với cái này mày đừng nói ai nghe hết nha, và cuối cùng là mấy đứa khác biết hết. Nhưng mà mình hầu như không có giận bạn bè gì hết trơn, tại vì thực sự mình muốn chia sẻ ra, giống như mình nói ra cái chuyện đó để mình cảm thấy thoải mái nhất. Đó là những mối quan hệ có ý nghĩa, những mối quan hệ giúp cho bạn cảm thấy an tâm khi mình ở bên những người bạn đó.
mình cảm thấy khỏe mạnh rồi đó. Giống như là một cái chỗ mà mình để sạc bình lại vậy đó bạn. Mình hết năng lượng, xong về nhà mình gặp những người đó mình nói chuyện, mình nói ra hết những cái đau khổ, những cái buồn bực, những cái ước mơ, những cái đam mê của mình. Và những người đó không có đánh giá mình những cái kiểu theo kiểu mày làm vậy là không có được rồi, kêu bằng chú làm thế là không vừa ý của bác, đại loại vậy vậy. Không có. Mối quan hệ đó có thể là bạn, có thể là ba mẹ, có thể là người yêu, nhưng quan trọng đó là những mối quan hệ có ý nghĩa. Và bạn không có những mối quan hệ như vậy dẫn tới bạn có cảm giác trống rỗng. Và cảm giác đó nó đeo bám bạn dai dẳng, nó làm cho bạn cảm thấy cô đơn. Ngay cả khi bạn đang ở nguyên một giữa một bầy nhậu nhẹt vui vẻ, chụp hình post Facebook có một đống like đó, nhưng về nhà bạn vẫn cảm thấy cái gì đó nó thiếu thiếu, nó không có đủ. Đó là do những mối quan hệ đó không phải là những mối quan hệ ý nghĩa bạn ạ. Đừng quên đây là cái áo cột tông compact, sản phẩm mới của hãng Coolmax. Nếu bạn mua 2 cái áo là thay vì 518k thì chỉ còn 399k thôi. Đặc biệt riêng cho các bạn đang coi clip này, đó là nếu nhập thêm cái code dưa leo thì các bạn sẽ được giảm thêm 50k nữa trên những đơn hàng từ 350k trở lên. Có nghĩa là 399 trừ đi 50 thì chỉ còn 349k mà thôi. Quá hời. Nói chung tất cả đều nằm ở phần description. Bấm vô cái link, bấm vô cái phần mô tả của clip rồi các bạn mua. Xong rồi, bây giờ coi clip tiếp. Nguyên nhân kế tiếp đó có thể là do bạn chưa hoàn toàn bỏ lại quá khứ ở đằng sau lưng bạn. Nghĩa là sao? Nghe có vẻ khó hiểu. Leo, anh có thể dịch một cách đơn giản được không? Được chứ, đây đen dịch cho. Nó là như vậy, có thể là do một thất bại trong quá khứ, nó làm cho bây giờ bạn ngại, bạn không dám thực hiện một hành động y chang như vậy. Giống như hồi tôi còn nhỏ, tôi nhớ năm lớp 10, tôi thấy một cái cô bạn kia rất là dễ thương, rất là đẹp. Thì tôi muốn quyết định một bữa hôm đó là đi làm quen với cổ. Thì bạn bè là đứa nào cũng đốc hết, mà tới làm quen thì mày cố lên cố lên. Tôi không biết là tụi nó kiểu là ok mày thất bại thì tụi tao vui hay sao, nhưng mà không sao cả, coi như là tụi nó thương tôi đi. Lấy hết can đảm rồi tiến tới gần cổ và nói với cổ là cho mình làm quen nha bạn. Thì cổ mới nói là không có được đâu, tôi là con gái thuần hoa mỹ nữ mà. Tôi biết. Nghe vậy thì mình cứ gật gật vậy thôi, nhưng mà lúc đó là cô bằng mà mắt nhòa đi, lỗ tai ù hẳn, chạy té về phía bạn, mà nói chung là khóc ràn rụa. Mấy bữa sau thấy cổ vui vậy một đám con trai ở lớp khác. Bà nội mày. Thôi kệ, đó là một quá khứ. Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ năm lớp 10, mà đó tôi khoảng là mới 16 tuổi à. Còn bây giờ là tôi 38 tuổi rồi, 22 năm mà tôi vẫn còn nhớ đó. Và một lần khác tôi đi học, tôi thấy một cô bé đó cũng đi học buổi sáng giống tôi, mà mũi dễ thương xinh xắn lắm, cho nên sau nhiều lần gặp cổ trên đường thì một bữa mới quyết định là làm quen với cổ. Lần đó xe hai đứa thắng ở ngay đèn đỏ luôn. Tôi mới quay qua tôi nói cho anh làm quen nha em. Biết nó phản ứng kiểu gì không? Má trời đất quỷ thần ơi, nó ngay lập tức vượt đèn đỏ chạy luôn. Trời đất. Mình không thể nào mà mình nghĩ tới cái chuyện mà một đứa mà nó có thể làm như vậy được với cái trái tim bé bỏng của mình. Nó thà bị xe đụng chết còn hơn nó phải làm quen với mình. Các bạn nghĩ nghĩ coi, nếu mà tôi để những cái quá khứ đó nó ám ảnh mãi cuộc đời tôi thì chắc bây giờ tôi không có làm quen được với một cô gái nào hết trơn đó. Các bạn vô Facebook của tôi là không thấy một cô con gái nào hết. Nhưng mà dĩ nhiên các bạn cũng thấy, vô Facebook của tôi toàn coi trả lời comment của gái không à. Chứng tỏ là tôi đã bỏ quá khứ lại đằng sau. Đó là một trong những cái ví dụ để cho các bạn biết những gì ở trong quá khứ nó có thể ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của mình, ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu mà các bạn chịu khó coi lại cái clip mà trốn thoát từ chủ nghĩa xã hội sang tư bản chủ nghĩa đó, thì các bạn sẽ thấy là nó không có liên quan gì tới cái tôi vừa mới nói hết trơn đó. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu cái clip đó cho các bạn coi, tại vì clip đó hay. Tôi muốn nói gì cũng được hết. Clip của tôi có quyền nói mọi thứ. Thậm chí bây giờ tôi ngừng lại tôi nói, các bạn hãy donate cho những món ăn tinh thần vô cùng ngon lành của tôi ở trên địa chỉ patreon.com sự dưa leo nè, rồi VCB, rồi Momo nè, thì tôi cũng có thể nói được. Tại vì tôi trong clip của tôi mà tôi nói gì cũng được. Nhưng mà quay lại với cái đề tài chính đi, đó là đừng để quá khứ kéo bạn lại. Tại vì có rất nhiều những thứ ở trong quá khứ, đó có thể là một lần nào đó ba của bạn chửi bạn, đánh bạn, mắng bạn, bạn không hề biết, bạn không có nhớ, thậm chí là bây giờ bạn cũng quên rồi. Nhưng thật sự cái dấu vết đó nó vẫn còn nằm lại trong quá khứ, nó làm cho bạn sợ hãi, cho nên nó dẫn tới là bạn không có một mối quan hệ lành mạnh, đúng nghĩa, có ý nghĩa. Nó dẫn tới cái cảm giác hiện tại của bạn là thiếu vắng một ai đó để có thể san sẻ, chia sẻ tình cảm. Đó là do những gì nó ở trong quá khứ. Thì bạn cần phải nhìn lại vào trong quá khứ của mình, mình còn cái gì mà mình chạy trốn ở trong quá khứ không, để mà mình có thể đối diện với nó và không còn sợ hãi nó nữa. Để rồi mình một ngày nào đó mình có thể đường hoàng nhìn thẳng vào quá khứ và nói đờ mà mày, tao đã lên cấp, tao đã level up rồi, cho nên cái cảm giác này sẽ không thi nào mà theo tao suốt cả cuộc đời được. Lúc đó cái cảm giác trống rỗng, cái cảm giác trống vắng, thiếu một cái gì đó trong bạn, nó sẽ biến mất.
Nó giống như là bạn nhìn lại cái bản thân mình của bạn vậy đó. Giống như tôi, bây giờ tôi nhìn lại bản thân của tôi thì tôi chỉ thấy là tôi chưa có nói với các bạn là bấm subscribe, bấm follow với lại bấm nút cái chuông, chọn tất cả đúng không? Cho nên giờ tôi nói lại nha. Lúc nãy có nói donate rồi mà quên nói cái vụ đó. Bấm đi, bấm subscribe, bấm nút cái chuông, nhớ bấm cái chữ tất cả nghe chưa? Để clip nào mới là tự động nó xuất hiện lên hết, chứ mà không có làm cái đó đó là không được đâu với tôi nghe chưa? Và cuối cùng, cái lý do quan trọng nhất mà bạn cảm thấy trống rỗng mỗi ngày đó là bạn không có một giấc mơ. Không có một giấc mơ là sao? Tức là bạn không biết tương lai bạn sẽ trở thành một người như thế nào. What am I doing with my life? What will I become? What is my dream? Những cái câu hỏi thuộc về tương lai như vậy, bạn không có câu trả lời cho nó. Giống như ngay tôi nói ngay lúc đầu á, bạn không biết mình là ai, dẫn tới là bạn không biết sau này bạn sẽ phải là người như thế nào. Nó có mối tương quan liên kết với nhau. Bạn nhìn những người khác thì bạn thấy rõ ràng, ô, người ta hay quá, trở thành một nhạc công piano, người ta trở thành một chủ doanh nghiệp, thậm chí là có thể nhìn ngay cái đứa bạn của mình hồi đi học á, nó học ngu thế mẹ luôn, còn bây giờ nó đá banh cực giỏi, nhưng mà nó vẫn học ngu nhưng mà nó đá banh giỏi. Vậy tại sao nó trở thành một cầu thủ được? Là bởi vì mỗi ngày từng chút một nó biết nó muốn trở thành cầu thủ, nó phải đi đá banh, nó phải luyện những cái chiêu mà cứ bằng đá vào lái rồi cú sút lái gió qua Subasa này nọ lum la. Do bạn không biết bạn là ai, cho nên bạn không biết bạn muốn trở thành một người như thế nào. Bạn không có một giấc mơ. Giấc mơ của bạn là gì? Bạn không biết. Như những người khác, người ta có một cái kế hoạch tương lai rõ ràng. Còn mình lẽ ra mình cũng phải có một kế hoạch tương lai như vậy, để cho mình không có bị dính ở ngay tại chỗ này. Cuộc sống của mình không có vô định như vậy, không có trôi qua mà mỗi ngày cứ đi cà phê, cà pháo, nhậu nhẹt rồi cứ chú không muốn là chú có thừa ăn đại loại này nọ. Nhưng bạn cũng không biết là mình cần phải có cái giấc mơ gì, giấc mơ như thế nào để mình trở thành một người như thế nào. Nó dẫn tới cái cảm giác mà các bạn bực bội, bức bối, bạn cảm giác mà thất vọng với chính bản thân của bạn á. Đó là do cái cảm giác trống rỗng dẫn ra từ cái chuyện là bạn không biết bạn muốn trở thành một người như thế nào. Bạn không có một giấc mơ. Ok, anh Leo anh nói vậy nghe cũng hay lắm. Nhưng mà anh nói tới đây rồi anh kết thúc clip này, em quýnh anh nó nha anh. Tại vì anh chỉ nói ra là về nọ nọ kia mà anh không chỉ cách giải quyết gì hết trơn đó. Yên tâm, anh sẽ chỉ. Đơn giản vô cùng mấy bạn ạ. Đây là những cái cách để giúp cho bạn có thể dần dần thoát ra khỏi cái cảm giác trống rỗng của bản thân. Đầu tiên á, bạn cần phải dành thời gian để đối diện với chính bản thân mình. Thời gian đối diện chính bản thân là làm sao? Tức là bạn phải ngồi, không phải ngồi, bạn đứng cũng được, hoặc là bạn đi bộ, hoặc là bạn nằm, hoặc là bạn ở chuồng rồi bạn quay tay cũng được, ok? Cần phải nhìn thẳng vào bản thân mình và hỏi mình những câu hỏi để làm cho bản thân mình hiểu được chính mình. Đừng có dùng cái thời gian đó mà để chạy ra ngoài, đi nhậu nhẹt, cà phê, cà pháo, rồi đi ba biết, rồi đi mua quần áo này nọ. Mỗi khi bạn cảm thấy trống rỗng, cái hành động của bạn nó giống như là xe của bạn hết xăng, các bạn xách cái bình sơn rồi bạn ngồi bạn sơn cái xe của bạn lại vậy. Nó không có tác dụng gì hết trơn. Tại vì cái cảm giác trống rỗng nó nằm ở phía bên trong của bạn, trong cái phần mà tinh thần, cái linh hồn của bạn, chứ nó không phải là nằm ở cái phần bên ngoài thuộc dạng giày dép hay là những cái thứ treo lên lưng người của bạn. Không có. Bạn cần phải đặt ra những câu hỏi. Bạn giỏi cái gì? Bạn muốn làm cái gì? Bạn có khả năng làm cái gì? Bạn có tha thứ cho bạn về những lỗi lầm hồi xưa hay không? Bạn có so sánh bản thân bạn với ai hay không? Bạn có tự chửi bản thân bạn bởi vì sai lầm của người khác hay không? Bạn có tập thể dục đầy đủ hay không? Bạn có ngủ đầy đủ hay không? Bạn có để ý đến cái nhu cầu cá nhân của bạn, hay là bạn suốt ngày chỉ tìm mọi cách để lấy lòng người khác? Đó là những câu hỏi bạn có thể hỏi để biết được bản thân mình đang nghĩ gì. Bất cứ lúc nào trong ngày, bạn có thể đang đi ăn, hoặc là bạn đang đi uống, hoặc là bạn đang nói chuyện hay là gì, bạn hãy ngừng lại và gọi tên cái cảm xúc mà bạn đang cảm thấy ở lúc đó. Nó có thể là buồn chán, nó có thể là hạnh phúc, nó có thể là hồi hộp bởi vì có người đang đợi, cảm thấy bối rối bởi vì hết bu cơ sao, đại loại vậy đó. Cái cảm xúc đó bạn cần gọi tên nó ra cho thiệt rõ. Bởi vì cái hành động như vậy nó sẽ giúp cho bạn có khả năng hiểu được những cái cảm xúc ở trong bản thân mình. Và khi bạn hiểu được cảm xúc đó, bạn sẽ ít bị cuốn trôi theo những cái cuộc vui bá lá bá xàm. Tại vì bạn biết bạn cần gì, bạn đang muốn gì, và nghiên cứu hơn, rõ hơn chính loại thông minh mà tôi lúc nãy đưa cho các bạn coi đó. Nhưng cái mấu chốt quan trọng nhất cũng là bạn cần phải thử làm mọi thứ ở trong đó. Bạn đừng có nghĩ là theo kiểu ok, như vậy mình không giỏi văn, không giỏi toán có nghĩa là mình giỏi một trong tám cái kia, hoặc là mình dở hết toàn tám kia. Nhưng cách nào để biết ra? Đơn giản lắm, bạn hãy thử. Thử tất cả những thứ liên quan tới cái đó. Tại vì cuộc đời của bạn giống như mấy đứa mà hay đi ba biết hay nói YOLO, you only live once. Con khỉ, you only die once, you live every day. Bạn sống mỗi ngày, bạn chết có một lần à.
Cho nên mỗi ngày bạn bạn còn nhiều thời gian lắm, bạn hãy thử tất cả mọi thứ. Dần dần bạn sẽ biết được bạn giỏi gì, bạn phù hợp với cái gì. Thậm chí ngay cả khi là bạn phù hợp nhưng mà chưa chắc bạn giỏi nhưng cũng không sao. Ít ra là mình biết được bản thân mình là người như thế nào, thì mình sẽ biết được tương lai mình là một người như thế nào đó. Để dẫn tới cái chuyện là dần dần mình sẽ không còn cái cảm giác trống vắng ở trong bản thân mình nữa. Và bạn cần dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ có ý nghĩa hơn. Có nghĩa là bạn chơi với những người mà bạn dốc lòng tâm sự ra, bạn có thể nói được những điều thầm kín nhất của mình, có thể nói về những cái xấu xa của mình mà bạn cảm thấy thoải mái. Chứ không phải chỉ đi chơi những đứa mà suốt ngày chỉ vui vẻ mới xuất hiện, còn tới lúc mà bạn buồn, bạn mệt, không bao giờ thấy mặt tụi nó đâu hết trơn đó, né đám xó ra xa. Thì dần dần á, nếu mà bạn làm được những chuyện như vậy, bạn sẽ mất đi cái cảm giác trống vắng ở trong người bạn. Tại vì nếu mà các bạn không tìm cách chữa những cái đó, thì rất có thể bây giờ bạn cảm thấy trống vắng. Nhưng dần dần á, do bạn không biết bạn là ai, bạn không có những người mà để có thể chia sẻ những cảm xúc thật sự của mình, bạn không có mục tiêu tương lai, thì dần dần bạn rất có khả năng sẽ bị trầm cảm. Mà trầm cảm nó mệt lắm mấy bạn. Nói nghe đơn giản vậy thôi, chứ trầm cảm nó dẫn tới, ui trời ơi, đủ thứ hết trơn đó. Mà tôi nói hồi đó là mất công cái clip này dài 7-80 phút luôn á. Tôi hy vọng sau cái clip này các bạn sẽ hiểu được cái trạng thái cảm xúc của mình nó là như thế nào. Bạn sẽ không còn dính vô những cái cảm giác trống vắng, trống rỗng, buồn chán này nọ kia nữa. Tôi cũng có làm cái clip về cái vụ mà buồn chán trong dịch, mà các bạn như thế nào, nên làm gì để hết buồn á. Thật ra cái đó là ngay cả khi hết dịch các bạn cũng có thể coi cái clip đó được. Cái clip đó nó cũng có tác dụng ở trong cái clip này nữa. Coi lại clip đó đi, hay ho lắm. Tôi nói tới đây là cũng đã hết rồi. Dĩ nhiên các bạn nghe tới đây các bạn cũng đã biết tôi chuẩn bị nói là các bạn hãy bấm subscribe, bấm follow và donate cho những cái thức ăn tinh thần vô cùng hay ho, ngon lành như thế này đi. Nếu mà bạn nào chưa biết donate là gì thì các bạn có thể coi lại cái clip donate của tôi. Đó, có nói donate là gì? Nó không phải là xin tiền. Donate là tiền các bạn đang trả cho cái món ăn tinh thần này. Như các bạn đi ra ngoài ăn tô hủ tiếu xong rồi trả tiền cho tô hủ tiếu vậy. Còn cái clip này các bạn coi xong thấy hay, tại vì nó giúp cho các bạn hiểu được những vấn đề các bạn chưa hề biết, cho nên các bạn trả tiền cho nó. Đó gọi là donate. Đừng có mở miệng nói xin tiền, bị tầm bạ tắt bẫy mỏ bây giờ. Còn bây giờ thì chia tay thôi. Đã đến lúc nói lên câu giá thư chuyện tình yêu hai lối đi. Nhạc quá hay luôn. Em có thấy vậy không gà? Sao thái độ của em kỳ cục vậy gà? Thôi chia tay để mình qua quýnh nó. Bye bye. Bye, see ya.